hẹn các bạn cài đặt percussion trên cây đàn L900 để có những cái bài nhạc hùng hồn mang tính mạnh mẽ, thì chúng ta sẽ sử dụng. Trước khi mà sử dụng cài percussion thì mình sẽ thường thường là mình sẽ chuyển cái tay bát các bạn nhé, chuyển tay bát lên tay trái. Thì muốn chuyển tay bát làm sao để cho nó hiệu quả đó, thì các bạn bấm vào chữ này này ở phía bên phải màn hình ha, các bạn để ý này đó. Có chữ ABC, các bạn bấm vào cho mình, chọn vào cho mình lower pedal và finger call này, ba cái thông số này. Khi đó thì mình sẽ chuyển được bát lên các bạn nhé. Rồi, mục đích để làm gì? Mục đích là chuyển bát lên để mình sử dụng percussion nó không bị ảnh hưởng đến cái tiếng bát. Đó, mình muốn sử dụng cái tiếng bát trên tay trái thôi và sử dụng percussion ở bên này để cho nó không bị ảnh hưởng khi mà mình chơi hòa âm. Đấy. Rồi tiếp tục đến công đoạn là cài được các cái tiếng bổ gõ này đến cái chân bát, thì các bạn bấm vào chữ pedal này. Ở đây chúng ta sẽ tạp sang phần này các bạn nhé. Rồi ở trên này nó sẽ có các cái tiếng bổ gõ cho chúng ta chọn. Ví dụ chúng ta lần thì khi mà chúng ta muốn cài một cái tiếng nào thì chúng ta sẽ giữ cái tiếng đó, giữ này các bạn nhé, nhấn giữ luôn nhé. Rồi sau bắt đầu chúng ta muốn, ví dụ chúng ta đang ở dòng đấu trưởng, mình đang muốn ở symbol và tiếng mạc ở đây, sau đó chúng ta sẽ nhấn giữ này đó, nhấn giữ, và chúng ta sẽ kết hợp với một cái nốt chúng ta muốn ghi. Ví dụ ở đây mình sẽ nhấn vào cái nốt đô thấp nhất. Rồi như vậy là bây giờ chúng ta sẽ đánh được cái nốt đô ở đây. Bên hòa âm nữa nghe rất là đã các bạn nhé. Đấy à. Tương tự như vậy các bạn có thể làm những cái chân khác, ví dụ như ở đây mình thêm một số bộ gõ đó, mình thêm, ví dụ như ở đây thì mình thêm tiếng này để mà đánh những cái bài mà có thể là đến cái đoạn vui ha. Kết hợp với tay nữa các bạn có thể đánh được. Rồi đây mình sẽ thêm cái nốt ở đây đó, đây là chuông nhỏ, thì các bạn có thể làm theo tương tự như vậy. Chúng ta muốn có cái tiếng này mình ở đây thì mình lấy cái tiếng này giống cái tiếng béo các bạn nhé. Thì mình đang cài vào nốt C đây, thì chúng ta sẽ nhìn lên đây ha, cũng ở cái tab này các bạn nhé. Thì ở đây các bạn nhìn này, ở đây là hiện tại cái tiếng béo này mình sẽ nhấn giữ tiếng béo này và mình đánh cái nốt C này là nó ra này, các bạn thấy không đó, các bạn nhìn nha. Rồi bây giờ mình đánh với cái bài này nha, mình thử đánh một đoạn cho các bạn nghe nha. Có một lưu ý nữa các bạn để ý nhé, cái volume này các bạn này, đây là volume của percussion luôn, ở phần này các bạn để cho mình khoảng 50 thôi, đừng quá to nhé, percussion không quá to, nếu quá to nó sẽ rất là bị lồ ra, làm cho cái bài hát của mình chủ yếu là nghe các bộ gõ cả, cho nên mất đi cái hòa âm của nó thì nó không hay. Và trong thánh đường thì mình cần phải đánh tinh tế hơn, cho nên là các bạn cũng lưu ý.
Rồi, ở đấy thì thường thường cái tiếng của mình khi mà đánh những cái bài mà sắc gòn á, hoặc là ấy thì có thể mình chọn ở đấy ở upper voice 1 là tiếng piano các bạn nhé. Tiếng piano đó. Thông số này. À. Rồi, upper keyboard voice 2 mình vẫn giữ nên là organ 2 các bạn. Riêng ở lip voice 1 thì mình lấy trumpet 5 các bạn nhé. Volume 24 và reverb 24. Lưu ý cho mình trong percussion thì các bạn nhớ nhé, cái volume này. Ở cái đàn LS0101C thì nó volume sẽ là chỉnh trực tiếp luôn, còn ở đây là chỉnh trên cái này này. Rhythm này các bạn nhé, các bạn vào mùa này luôn. Rồi, lưu ý cho mình như vậy, một lưu ý như vậy ha. Để các bạn làm theo hướng dẫn. Chúc các bạn thành công ha. Vừa rồi là cái đàn là LS900 rất là tuyệt vời các bạn. Và nếu như các bạn đang có nhu cầu về mua đàn Electone nhà thờ thì các bạn có thể tham khảo tại website nhạc cụ antonmusic.com hoặc là qua số Zalo của Lê Anh 0943633281. Ngoài ra thì trung tâm còn cung cấp rất là nhiều đàn về piano điện, piano cơ từ mẫu thấp cho đến mẫu cao cấp. Các bạn có thể tham khảo tại website nhạc cụ antonmusic.com. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.